đang tới chế nó hiểu trong xe lần gì nữa đó hả tao ý on nó chế chứ tao là trò đùa nó bé sai đi lời tới hỏi nằm mò hiểu lúc nào bé cố sẽ bé tê hả lúc nào cũng nhận lời mua là của cố chim mồ nè tới hỏi cố sai cái tao nó oi lúc poi cũng mới đi nó vòng lại hiểu ôi trời chơi liệu o nó lo cần gầu cũng mới mới cần gầu đi thế chế nó cũng nhảy là mua tế của cô chỉ lấy bài của cô bắt cái tờ cũng nhảy là cũng nhớ rõ chế ha chơi của sáng cái tờ nó ơi lúc bó thì cũng mới đi chị cho đi vòng lấy cho đi thả đi cho nó lo cần cầu chị mới mới cần cầu tới mua cho tàu kể ý sáng ăn ra là thứ thì thế đi chị tao lấy bài tế bài trò lúa của tế còn được bé sai ở lo cái kia này đúng nét xứ vậy mà trò sáng cái tờ bé sai thì trong chả mới là chó đi rồi giả chỉ bố heo sa mò chỉ nên cô yo sa lâu heo sa xì cô yo sa chỉ mò sa mò chỉ yo sa lâu nó mới đầu được bé sa he này rong đi chả mới là chó đó bé sa lo ní chó sa sẽ được hoa giả chỉ bố heo cô chỉ muốn cho khử chứ khử cho xả đi đôi xứ yo cô thế giả xả đi hết chứ khởi cho sẵn đi đâu xưa để mới sửa đỡ mới được trò đua bên sai rồi nên họ giả gì bố hay thế khó chỉ có trò là mới trò nhớ tôi khởi thay kỳ nổi chứ tôi tả su nổi chứ mới đợi xưa ờ cho bỏ cái hổ nữ dòng nọ nè sa mò thì sa chim mò thì cô sĩ tở sa mò thì ở lo sa lở lo sa chim mò thì tí chị ở bên nọ chị sa cái tờ nó mò thì tí chị lấy thuở đi ở đôi đôi cần cầu thấy chim mò trò đôi là bên sai nếu nó nói xin cho mất tư heo nếu cho mất tư thì nó quay lúc bao cũng mới đi nó vòng thế ạ ở đồ lúa tên nó nè tên nó như ở đồ lúa giờ có sao mà bảy có mà bảy mà hai ẩm món nè có bảy tài mà nó hai ẩm món lo phố nam mỏi cũng mà bảy tài cho nó hai ẩm món thì cũng thích chỉ bảy là cụ chỉ là để gọi sao mà bảy mà bảy nên thích chỉ món mà gì có gì mà bảy mà nó gì ở lo sẽ cho vòng lo cho cha cái tên nó mà bị phí cần có những nhỏ ấy khóa chỉ thứ phí hay thứ hai ẩm món như vậy chị gì mà cứ cho chả chả đi á cứ thế này cho chả đi đến đấy nè ở lo chị cô nhớ chị xưa khó thứ thứ chỉ khoa dạng đó nó là họ mới dạng cho tao sầu YouTube nó đâu biết sai hả cho nên cho sai sẽ được họ giả gì bố hả mua cho trò đó là nếu họ sợ xả đi trả theo thế họ tới chỉ qua trò là mua cho trò đâu biết sai hả sai hết nhiều nó rồi nhiều nó rồi của tao ta má mẹ đang phải mua rồi đâu nhiều nó theo nhớ trẻ thế chứ nhỏ bún nhu hả tên đời ạ để lấy rau nhu hết rồi một xe hê nhu nó rau bỏ ra thà dù một rau nhu là nhu nó ui chủ chua nó dạ bây giờ nhu nhó là nó hả cho nó chê tôi mua rau nhu là nhu nó thả giống như chơi cụ chỉ lấy nó để lấy chè hả bố nó y chơi cũng một để lấy thằng tàu cho lo chè chơi cũng bỏ cái tay thì cụ chơi liên nhoi mua giống như bố như ta chơi họ lo bài hả thôi mà bạn đang ở bên nó chơi cụ tờ khó nói hả cho tờ tờ đi cho mà sắp lại hả đó là bài đầu tạ chạy hả nó đâu chạy hả? Tại nó giờ cũng chỉ xuân nọ hết ạ. Tại sao giờ chỉ xuân nọ? Bé chạy bé cũng sợ chim đỏ.
ước không cần cầu để khỏi tới sự khó trở đó là mỗi trò đó biết sai rồi xưa ở bên nào chị chúng ta chụp lá hồ ly chúng ta không chia ly nhớ cho mỗi cái tờ mình sẽ nó tới bài thoát cỏ cái tờ mỗi chị chỉ lấy bài thoát cỏ ra chỉ lấy nhỉ cũng nhỉ ha tụi mỗi của chị là bé lăng bé uống chị chỉ ta sai ha chỉ lấy ra sai ha tụi mỏi á tự nhiên người tụi mình chạy nắp mỏi hiểu nó nói nhớ chạy nó cho mỗi cái tàu mình chạy tới một thập bò ơ xin lấy một tên nó chạy tụi mỏi là bê lăng thọ nó chạy qua tế chỉ thàn đầu ơ giờ cái tàu dễ dùng cho hiểu bài qua tế thay lời tàu nhé xì bài thọ khỏi thay tàu nhé xì nhó giờ xì tàu nhé nó nhón tròn tập bé nó về nâng qua còn đâu hơi ở khớp cò cũng lấy nhớ khớp theo đó gì nhâm lo chị nhâm lo cho nhớ kỹ chạy tứ chỉ mong gì chị nhưng lại đó gì tụi lên mấy lên đâu đó gì tứ giờ chơi đó gì tứ thải á nhâm lo chỉ mong gì ạ bây giờ đó gì nó chị giờ mua giờ không chị là lại ô nhâm ba nha đồ là đồ dùng chị dù nhớ kỹ nó chỉ mong kỳ lìa ít bùa nó chỉ thứ ít lán tờ là thiếu thợ y mà ít bùa nó chỉ chờ gì sẽ xứ tới sự tận nó chị ít bùa thì thứ ít lá trâu ít lá xa chị là lại nó chỉ là một không kỳ kỹ cần cầu liền á chị một còn nó chỉ vẫn lấy nha thiếu đó chị nhâm lo chỉ cho mong kỳ chị tôi vừa chơi đã chia tứ thả hết rồi là hay là lấy tôi lấy số giờ nó no có tới rong chỉ giờ về tay ta chỉ có tới những trường mó sao có tới giờ này cũng chưa mó tư được cũng chưa mó đã chi theo ta chỉ tôi hỏi nó ơi lúc bỏ nó mình gì mất khỏi đó rồi giờ giống như là tư đã chỉ này cũng chưa tư hỏi anh nhớ anh chị nó ơi lúc bỏ thì cũng chờ mới đi nếu gì biết một đó còn tại chơi cuộc chơi mới đi vậy này chơi liều vòng chơi đến sạch đây vậy chơi ở lo cần gạo bên nó chơi mà mò bạch kỳ để đăng cần gạo nữa vì thế liền mỗi trò đó là bé sai lo nếu chọn sai sẽ là ho giờ chỉ bố hiểu tôi khó thứ gì khó dặn lo mỗi ngày dặn lại thế chờ tờ đi nhau nói mà chỉ xin nhỏ đi nó chờ có chân chỉ đi cô chỉ mua đã trên đầu theo đó chỉ tôi ở nào chỉ tôi là cho đó là bé sai rồi thế nên họ mà cho cục bạch chơi tự do rồi cuộc sống của tôi vẫn mơ thì chỉ lấy phải tế thì chỉ bảo thay đã chỉ đi theo mất cái tôi chỉ sự tôi không phải thay đó ổn nó hầu là hiệu khớ có tên đó nhờ cái tờ sáu mươi mốt mà chơi thứ bảy khó cỏ đó chỉ có tờ chỉ báo rong đi chơi chỉ báo cụ chỉ là tất cả cũng nhớ chơi nó chơi cụ cũng nhớ chơi xưa để lo cho trò đó khi đó bé sai khi đó nó sẽ đợi thì ở bên đó cụ chỉ tao lo cho đó là thứ cụ mơ cái tờ cần cầu chơi cụ nhớ chơi chơi cụ thấy đi chỉ tao lo dừng đó đó bé sẽ đợi sai rồi nên cháu cho cụ bật chơi hết cứ dân tao rong đi chợ lên ho ba sẽ sai ở đại vi ô là nó che từ chỉ mới đã chỉ chẳng chẳng giờ chỉ mới đã chỉ rong sai chỉ mới đã chỉ lo dễ li cho lo dân hay lu ở đâu đi nó sẽ là nó ho giả chỉ phố nhớ để biết họ mà xin chỉ đâu nó chia ở nó thứ cái tay rong mà li bay té mà li bay yang khó có cho có đó bé sai rồi bé không mà xin chi nhớ đâu lúc xưa họ chia đâu tận thế ta kỳ nâng kỳ nó thế đâu có tao giờ rong lại thế giờ giờ lấy bài té giờ lấy bài khó có lại thế bé bé mà xin chi nhớ đâu lúc xưa họ chia hay thật tôi là hay lo cố sẽ là giả chỉ phú nhé bé mà xin chi đâu